chiên chạy tới lên chợ gạo, định nhiều chuyện với mấy cô bán gạo. À, mấy cô vô coi phim, vô coi mình, vô coi diễn hết trơn rồi, không có nhiều chuyện với mình được. Thôi bây giờ mình nhiều chuyện trên sân khấu luôn đi ha. Dạ. Nếu bây giờ có ai đồng ý con nhiều chuyện vui á, thì cho con xin một tràng pháo tay đi nè. Cảm ơn bé Mai Vy. Xin chào bà Tám. Dạ. Bà Tám khỏe không? Dạ khỏe. Năm nay bà Tám bao nhiêu tuổi, nói cho mọi người biết được không? Dạ con 6 tuổi. Mới có 6 tuổi mà đã tập làm bà Tám rồi thưa quý vị. Năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 1. Lớp 1, bà Tám năm nay mới học lớp 1. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bà Tám Mai Vy.